kính mời ban tổ chức chương trình sẽ có những cái phần hoa và quà tri ân nghệ sĩ. Và chúng tôi cũng thấy có những người thân yêu và là con mẹ của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh tặng những bó hoa tươi thắm cho con trai của mình. Thưa quý vị, rất là nhiều năm rồi mẹ Linh không có bao giờ đi xem con mình diễn hết á, ngoại trừ cái chương trình của thằng Út thôi. Là mẹ thương thằng Út hơn thằng Tư, cho nên là mẹ chỉ đi coi chương trình của thằng Út thôi. Đây, cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mẹ Linh lúc nào cũng vui. Linh cảm ơn má Dung, cảm ơn mẹ, cảm ơn cô Thúy Diễm, cảm ơn tất cả quý ban tổ chức ạ. Chúc mọi người được nhiều sức khỏe. Cá khô nữa mà. Cảm ơn những tình cảm ấm này dành cho nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Cảm ơn cô và thân mẫu của nghệ sĩ Hoài Linh. Chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và bình an. Và kính mời đại diện của ban tổ chức tặng quà cho nghệ sĩ. Cảm ơn ban tổ chức ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và nghệ sĩ Phước. Cảm ơn rất nhiều và chúng tôi cũng cảm ơn quý vị muốn xem con mình diễn hết á, ngoại trừ cái chương trình của thằng Út thôi. Mẹ thương thằng Út hơn thằng Tư, cho nên là mẹ chỉ đi coi chương trình của thằng Út thôi. Đây, cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mẹ Linh lúc nào cũng thương Linh. Cảm ơn má Dung, cảm ơn mẹ, cảm ơn cô Thúy Diễm, cảm ơn tất cả quý ban tổ chức ạ. Chúc mọi người được nhiều sức khỏe. Mẹ Linh cá khô nữa mà. Cảm ơn những tình cảm ấm áp này dành cho nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Cảm ơn cô và thân mẫu của nghệ sĩ Hoài Linh. Chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và bình an. Và kính mời đại diện của ban tổ chức tặng quà cho nghệ sĩ. Cảm ơn ban tổ chức ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và nghệ sĩ Phước Minh Đạt. Tươi thắm cho con trai của mình. Thưa quý vị, rất là nhiều năm rồi mẹ Linh không có bao giờ đi xem con mình diễn hết á, ngoại trừ cái chương trình của thằng Út thôi. Là mẹ thương thằng Út hơn thằng Tư, cho nên là mẹ chỉ đi coi chương trình của thằng Út thôi. Đây, cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mẹ Linh lúc nào cũng thương Linh. Cảm ơn má Dung, cảm ơn mẹ, cảm ơn cô Thúy Diễm, cảm ơn tất cả quý ban tổ chức ạ. Để là chúc mọi người được nhiều sức khỏe. Mẹ Linh xuống cá khô nữa mà. Cảm ơn những tình cảm ấm áp này dành cho nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Cảm ơn cô và thân mẫu của nghệ sĩ Hoài Linh. Chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và bình an. Và kính mời đại diện của ban tổ chức tặng quà cho nghệ sĩ. Ai cần điện thoại? Người đâu? Mọi người ơi, di chuyển lên giùm em các bạn.
Phải phải là bài đầu bên kia. Nam ra trước anh Nam. Quá chói luôn. Này này. Bố ơi. Em cứ đợi anh để xíu nha. Rồi, tao nghe một em là có bằng. Còn gì nữa mà? Đây. Đây nè. Hả? Chơi chơi chơi. Không, cái máy luôn chơi mày. Thank you.